Candy Sequenabin thế hệ ra mắt bộ sưu tập án tắm họa tiết da rắn, da báo, mang đậm cảm hứng thiên nhiên nắng gió Kenya. Mỹ nhân 31 tuổi làm người mẫu chính trong những mẫu thiết kế của mình. Người ái mộ hết lời trầm trồ khen ngợi body nóng bỏng không tì vết của bà mẹ hai con. Candy Sequenabin được mệnh danh là biểu tượng gợi cảm Nam Phi. Cô có gương mặt quyến rũ như búp bê. Đường cong gây mê thiêu đốt nắng hè. Thương hiệu nội y của Candy Se đã tung ra nhiều bộ sưu tập án tắm vô cùng quyến rũ. Người đẹp Nam Phi đáng yêu như nàng thơ trong quảng cáo của thời trang Animale. Candy Se kém cỏi xuyên tung ảnh gợi cảm trên trang cá nhân đốn tim các chàng trai. Cô mời đồng nghiệp búp bê Thụy Điển Elsa Hope cũng là thiên thần nội y nổi tiếng, cùng làm người mẫu cho án tắm Toby Cope. Hai siêu mẫu chân dài đình đám đỏ sắc dốc gợi cảm.